Bản tin thời tiết ngày 23 tháng 6, Bắc Bộ mưa rào và dông, Trung Bộ nắng nóng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 23 tháng 6 ở vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa rào và dông, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50mm. Riêng Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Sơn La, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên có nơi trên 90mm. Thời gian xảy ra mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 38, có nơi trên 38. Ngày 24 tháng 6 ở khu vực Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 6 ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 đến 36 độ C. Thời tiết thủ đô Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Hòa Bình có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Khu vực Trung Du và Đồng Bằng, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Các tỉnh Nam Bộ có mây ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.